sẽ trả cho anh 30% lợi nhuận. Tôi đã ký tên. Tôi sẽ cho mọi người câu trả lời. Hôm nay sẽ giải quyết chuyện này thật lễ. Anh đi đòi tiền trả cho chúng tôi. Vậy tiền của tôi đâu rồi? Anh tiền trên, anh phải bình tĩnh lại. Giống như vậy. Tội phạm kinh tế manh động. Anh ta đã đem tiền mua cổ phiếu công ty Khắc Thụy để chuyển vào tài khoản công ty Vàng Mã Hối. Thì chủ sở hữu của Vàng Mã Hối là Mã Thế Tài đã mất tích. Tiền trình tự sát là vì anh ta đã mua cổ phiếu của công ty dược phẩm Khắc Thụy. Nếu không phải Dương Bách Lâm đứng đằng sau thao túng thì anh ta sẽ không dám mua đâu. Đứng lại. Thị trường chứng khoán khủng hoảng. 700082 11.3 190.000. Dạ. Cô mua bao nhiêu? Mua 1 triệu. 700082 11.3 190.000. Chúng ta phải làm cho cổ phiếu Khắc Thụy có thể hái ra được tiền. Hai người tới công ty chúng tôi bảo đảm là sẽ... Tôi có thể làm được. Tôi sẽ không khách sáo với cô như vậy đâu. Những vụ án khó giải quyết. Giám đốc nghiên cứu phát triển của dược phẩm Khắc Thụy chết rồi. Mà Thế Tài đã chết rồi. Biết mà không báo. Anh biết hậu quả rồi. Tôi từng nghe người ta nói như vậy. Người phạm tội luôn thích giấu mình dưới bóng trâm. Chưa từng gặp. Tôi không biết. Anh ta có hay chạy tới đây không? Anh chưa từng gặp sao? Không có, không ấn tượng gì hết trơn. Mà chỉ chuyển 50 triệu rồi. Cô nhất định phải nhận. Đón xem Săn Cáo phát sóng lúc 18:30 hàng ngày và phát lại lúc 13:00 hôm sau, bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2024 trên kênh On Info.